Mới đây tại tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ việc một nam thanh niên chạy xe máy chở ba không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông. Trên đường tháo chạy, những người này đã chém bị thương một cảnh sát rồi tông vào thềm nhà dân ven đường khiến nhiều người kinh hãi. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đang làm việc với những người có liên quan để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Vào khoảng 21 giờ ngày 16 tháng 8, tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông công an thành phố Cao Lãnh trên đường Nguyễn Huệ phát hiện Nguyễn Hữu Lợi, 18 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh đang điều khiển xe máy chở Nguyễn Tuấn Kiệt và Trung Vĩnh Tài, cùng 17 tuổi, cùng ngụ huyện Cao Lãnh. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng Lợi không chấp hành và điều khiển xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng điều khiển xe máy chạy theo ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng ba thanh niên không chấp hành. Thậm chí khi đến đoạn đường Điện Biên Phủ, thành phố Cao Lãnh, Kiệt còn dùng dao tự chế chém một cảnh sát giao thông gây thương tích. Sau đó Kiệt và Lợi tiếp tục dùng nón bảo hiểm đang đội trên đầu ném vào người nạn nhân rồi điều khiển xe bỏ chạy về hướng cầu Quảng Khánh. Đến khu vực trước trường tiểu học Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Lợi mất lái tông vào thềm nhà người dân khiến cả ba ngã xuống đất. Lợi tử vong tại chỗ, Kiệt và Tài bị thương nhẹ.